Lại xin chào toàn thể các bác làm nghệ nhân chưa cô gái trên toàn quốc. Thì là nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bên em lại xin giới thiệu tới các bác là về một cái mẫu lụp đánh chim cô gái kiểu Thái Lan. Thì đi chi tiết về cái mẫu lụp này để cho các bác cùng tham khảo này. Đầu tiên thì cũng xin giới thiệu một chút đối với các bác là về cái nguyên liệu chính để làm nên chiếc lụp thì được làm bằng inox 100%. Để cái thứ nhất là các bác sử dụng nó rất là nhẹ, và cái thứ hai nữa là tuổi thọ theo thời gian nó cực kỳ là bền. Còn về những cái phần inox thì đa số là những cái khung chính này, đấy, từ cái khung mẹt cho tới là cái khung form lồng đều được làm bằng inox. Đấy, cái form lồng đây thì bên nhà em là đã sơn tĩnh điện cho các bác, đấy, đảm bảo cho các bác là cái tính ngụy trang nó rất là cao. Còn về cái mẫu lụp cu Thái Lan này nó gồm hai cánh sập. Đấy thì các bác có thể thấy là đây là dâng lên là hai cánh sập này, nó sẽ thu giữ con chim ở khu vực đây. Đấy, nó sẽ không như là cái mẫu đấu liền cầu tử, cái này là cầu tử rời các bác nhé. Đấy, cái nguyên tắc hoạt động của cái lụp này thì khi nó sập này, cái khuyên này nó sẽ thu lên. Đấy, thu lên. Đấy, để em thu lên cho các bác xem. Đây, nó sẽ thu lên như thế này và nó giữ cái con chim cu gáy ở cái tầng ngoài cùng. Đấy, và ưu điểm của cái lụp này thì khi nó sập, nó giữ cái con chim gáy ở trên ngoài cùng ấy, thì nó tránh cái tình trạng là con chim mồi của các bác nó bị bẻ đòn. Đây, nó sẽ thu như này và nó giữ con cu gáy này này. Đấy, rất là lợi hại luôn. Đấy, chim vào thì chỉ có mắc cánh và mắc người cho đây. Còn nào giới thiệu qua đối với các bác một chút là về cái lưới này. Đối với cái lưới úp ấy thì thường thường là anh em sử dụng là sợi 3, sợi 4, sợi 5. Đấy, nhưng mà lưới úp lụp đây thì là sử dụng bằng lưới sợi 3. Đấy, mắt là mắt 8 phân. Đấy, chiều dài ngang này của nó là 8 phân này các bác này. Đấy, còn sợi lưới, sợi dù đây, sợi này là sợi 3 phân, 3 ly. Đấy, đối với cái sợi này thì cực kỳ là tàng hình luôn. Đấy, còn về cái mẫu lụp này thì về cái ưu điểm của nó các bác sử dụng, cái thứ nhất là nó sập được hai cánh, và cái thứ hai nữa là các bác có thể treo ở tất cả các địa hình các bác sử dụng. Đấy, cái thứ nhất là các bác treo ở trụ dây điện này. Đấy, cột điện, trụ dây điện đều được, và cái cây mà ví dụ như không có cành đấu được, bởi vì cái này thì khi các bác mua thì sẽ có một cái móc treo đây, không thì các bác có thể là đấu trực tiếp từ cái đít xào của các bác lên các bác sử dụng. Đấy, cái này thì cực kỳ là nhẹ thôi các bác. Đấy, hàng này là hàng nghệ nhân làm ra, đâm ra các bác yên tâm là từ cái form dáng cho tới là cái chất lượng nhá. Còn về cái mẫu lụp này thì nó sẽ có một cái cầu đây các bác này. Đấy, cầu đây. Đấy, cầu ở đây để cho con chim mồi này nó đứng ở bên trong này. Đấy, và cái cầu tử liên kết ở đây. Đấy, cầu tử đây. Đấy, rất là đơn giản. Cái này thì cực kỳ là hay này. Còn về cái sườn để con chim mồi thì các bác lưu ý nó ở góc bên sườn đây nhá. Đấy, góc bên sườn thì các bác chỉ mở ra. Đấy, mở ra là con chim đút ra đút vào được. Đấy, hàng này thì giá cả của nó thì nó là cái lồng do nghệ nhân làm ra, thì giá cả của nó thì nó rơi vào hiện tại thì nó hơn 1 triệu đồng trên một cái mẫu lụp như thế này, trong đó đã bao gồm cước phí vận chuyển rồi. Đấy, ngoài bán lụp bẫy chim cu gáy ra thì bên cơ sở em là có bán lồng nuôi nhốt cũng như là cái mẫu lụp Malaysia. Đấy, bác nào mà có nhu cầu thì các bác có thể là đăng ký kênh để quay lại những cái video giới thiệu thực tế chi tiết hơn. Đấy, cũng như cách thức hoạt động của từng cái mẫu lụp, từng cái mẫu lồng. Đấy, một video thì cũng xin giới thiệu từ các bác đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.